Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em giới thiệu đi mình đi. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Quảng Nam và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty của phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Ở quận Phú Nhuận chị. Rồi, ưu điểm của hai bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon, không hút thuốc, gọn gàng, sạch sẽ chị. Ưu điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút. Và ngủ thì ngáy. Ngáy dữ không? Lớn dữ, không? Dữ, lớn lắm. Lúc nào cũng ngáy hay sao? Không, mỗi lần đi nhậu á, về nó hơi mệt nên người nên ngáy nhiều quá. Chị chỉ có nhậu là nhìn ngáy thôi đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, anh gái, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ. Còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi, trời ơi, sao mà chậm vậy? Là em nhậu hơi nhiều chị. Ăn nhậu nhiều, bởi vậy ra ngáy nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngáy thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự vậy ơi. Nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu, bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. Dạ, ưu điểm của em á, thì mọi người hay nhận xét em á, là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em á, là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ á, em không làm được. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm, khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không có quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100 mét đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng trên đầu ngón tay thôi đó. Gì kì vậy? Dạ. Cái đó em cũng không biết, nhưng mà sau này em phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ, dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100 mét người ta như vậy là không yêu nhau thật sự rồi. Không yêu nhau. Cách nhau có 100 mét đường chim bay mà 3 năm gặp nhau đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Anh trai. Cái đó tội nghiệp lắm á nha, thấy thương lắm á nha. Dạ em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm thời sinh viên chị. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có 1 lần hả? Dạ quên nhiều lần. Trời ơi. Nhưng mà gặp lại là... Cái đó là bậy rồi. Em quên có lần còn thấy tha thứ được. Quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lâu bu của việc làm đồ án thì. Trời ơi, mình phải lưu vô bộ nhớ chứ. Lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài được điện thoại của bắp chị ơi. Đừng có thừa cho cùi bắp với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100 mét mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn. Hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được 1 lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm. Lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có 1 lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa trời ơi, không được rồi. Rồi thôi cái này xong. Chắc chắn nội này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ bắt buộc bây giờ phải quan tâm nha. Dạ. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ, về bề ngoài thì cao 1m65. Em là người rất là mê trai đẹp, nên càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Cỡ anh Hứa Vĩ Văn. Hứa. Tại vì em mê trai đẹp. Còn là về chưa hứa được đâu. Tính tình thì em đặc biệt ghét người gia trưởng, gọn gàng sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi em ơi. Dạ cũng có ít đó anh. Dạ anh có gia trưởng không ạ? Không em.
Ảnh hẹn anh còn quên mà gia trưởng gì nổi như gia trưởng. Đây á, đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo. Chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Ví dụ như mà được thì anh có thể về bỏ nhậu bớt được không anh? Bỏ nhậu em do... Không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể. Tại vì đặc thù công việc là hơi cũng nhậu hơi bị nhiều. Rồi vậy Hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhiều dưới, có cá tính chút là được. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái bên kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba nhà hối dữ lắm rồi chị. Ba nói làm sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Đúng rồi chị. Năm nay lấy luôn có kịp không? À, có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Tương lai gần nữa thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về chưa quê. Chưa biết không? Ha, già dạ, chưa biết tính sao đi ha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, nghe không? Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Đúng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không mà hiền cũng được. Hiền cũng được ha. Mà ở nhà hiền hơn, ngoài thì dữ. Thôi chào em gái. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ em hung lắm anh. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương nhưng phải cần có người hung hơn ảnh. Dạ, cái đó chắc em làm được. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại thím, với lại vợ chồng của anh hai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn em. Dạ, chào. Chào thím. Thiên á, tê á, là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Cá tính của bé Hà là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Đi thím thì thấy bạn nam này khoảng 60%. Rồi, cảm ơn thím. Giờ còn 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào. Hỏi đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Dạ, chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Hội là người trầm tính. Em thấy bạn gái rất dễ thương. Có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam. Mong muốn là cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Chào em. Chào anh. Thôi chưa, quên, cái vụ quên. Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loài hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết, để tìm hiểu. Chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Nếu mà được á, thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Sở thích của em là gì? Ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. Em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh. Về tương lai ví dụ như con cá hay này kia đó, em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn? Về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm đứa nữa đi. Năn nỉ, anh nghĩ. Dạ, cái đó tính sao đi anh. Em là một người trí nhớ rất là tốt. Tốt, nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh. Em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Rồi, cảm ơn em. Nói gì bạn gái đi.
lên hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Hả? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên, đứng lên, đứng lên. Trời ơi, là gì mà né, tôi kêu đứng lên thôi mà né. Giờ nắm tay bạn gái nè, nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Điện chắc chắc truyền qua lỡ chị. Dạ, em cũng có một, anh cũng có một câu ngắn gọn như này thôi. Trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà hãy chọn anh, vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút, suy nghĩ thật kỹ nhé, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm gì cũng chờ hồi sợ quên bấm á. Ra vô bấm cho chắc ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Nắm tay cũng được. Dạ. Con xin phép thím với anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt.